Bài mở đầu xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt là Final 2016, có nghĩa là bộ Final này năm 2019. Phiên bản 26.3.1 này là phiên bản của năm 2020. Các bạn cùng setup cùng tôi nhé. Nhấn phải chuột vào setup Final, chọn Run với cả quyền quản trị. Nó hỏi ngôn ngữ, chúng ta để nguyên ngôn ngữ tiếng Anh, nhấn OK. Bắt đầu vào phần cài đặt thì chúng ta nhấn tiếp tục nhấn Next. Chúng ta nhấn Next. Chúng ta thấy ở đây có các file này. Đây là cái file chính thức của Final này. Cái thứ hai là cái phần các cái nhạc cụ cho Final và phông chữ cho Final. Nhớ đây là các nhạc cụ ảo, nó rất là có tác dụng khi chúng ta sẵn các cái bản nhạc chuyển thể sang dạng MP3 ấy. Chúng ta sử dụng các cái nhạc cụ ảo này làm nhạc có khi nó cũng rất là hay. Các bước này ta nhấn Next và Install và chờ đợi. Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành phần Final, chúng ta nhấn Next để chúng ta cài tiếp các cái bước khác. Sau bước này thì nó sẽ đến cái bước nhấn Final. Lúc này nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ cài đặt thêm cho nó phần area. Đây là phần nhạc cụ ảo. Chúng ta có thể, nếu mà chúng ta đang chạy ở trên Fast 64 thì chúng ta có thể bỏ bớt đi một vài cái VST của 32. Thì cần sử dụng cái VST của 64 cũng được. Còn nếu không các bạn cứ để nguyên cũng không vấn đề gì hết. Chúng ta nhấn hoàn tất. Và lúc này nó sẽ tiếp tục nó thêm cho chúng ta cái Gravita này nữa. Đây cũng là một phần nhạc cụ ảo ở trong Final. Ta nhớ Finish để hoàn thiện cài đặt chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng Final ở trên cái shortcut biểu tượng Final ở trên desktop. Khi vào trên này thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện của phiên bản mới chúng ta rất là mới lạ. Ta có thể xem phiên bản ở đây, đúng không ạ? Xem phiên bản. Đây phiên bản chúng ta là 26.3.1.520.
Rồi để chúng ta sẽ xem nó đầy đủ các cái dữ liệu không, như là các cái thư viện không, để xem chúng nó có đủ các cái thư viện không, thì chúng ta sẽ vào cái phần MIDI audio này và kiểm tra trong cái phần VST này. Cái phần VST này chúng ta nhấn vào một cái banh nào đó, chúng ta kiểm tra. Nếu ta thấy của Area Player nó là Smart Music thì chúng ta biết rằng là nó đã đầy đủ dữ liệu rồi. Đấy, bởi vì khi chúng ta chuyển sang Gravita, à xin lỗi, sang VST này, thì vào trong Windows chọn Scott Manager, sang phần Instrument, chúng ta sẽ thấy nó có cái Smart Music. Ở đây thì nó sẽ có nhiều chế độ của Gravita, và chúng ta có sử dụng được cái Area Player. Ok. Bài đầu tiên là bài chúng ta cài đặt. Thôi, đến đây chúng ta tạm thời đã cài xong bộ Final. Bởi sau chúng ta sẽ làm quen với toàn bộ giao diện của Final nhé.